Anh ta đó có vẻ rất là dữ dằn. Xe gì đây là? Anh ơi cho em theo với. Yeah. Wow, anh ta chạy nhanh quá, chạy giờ không kịp. Không đợi kịp anh ơi, anh chạy nhanh quá nhanh. Quá wow, anh ơi. Thôi được rồi anh ơi. Quay lại anh ơi, sao quá.